Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe chỉ thị số 02 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương, của tỉnh, tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tuyên truyền vận động cử tri tự giác, tích cực chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về chính sách, người ứng cử để bầu ra những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện thắng lợi cuộc bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng cao, khu vực biên giới, vùng khó khăn tham gia bầu cử. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp vào quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xù nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nhà nước. Giới thiệu lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo đủ tiêu chuẩn số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách theo quy định. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức bầu cử, ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử, quy trình đề cử, ứng cử, việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân do cấp trên giới thiệu, việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể đối với việc tự ứng cử và vận động bầu cử phải có quy trình chặt chẽ, đúng quy định của hiến pháp, pháp luật và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thông báo rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa gần đây.
chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt chú ý những địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng cao, biên giới, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, có các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 2. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị này, chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, giúp ban chỉ đạo của tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức các hội nghị cử tri theo hướng dẫn của Trung ương. 4. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chỉ thị 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị và chỉ thị kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. 5. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 6. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp. 7. Các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở cấp mình. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, không né tránh, không đùn đẩy lên cấp trên. Báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 8. Giao Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì tham mưu trong công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi thực hiện chỉ thị này, kịp thời tổng hợp báo cáo tiến độ kết quả thực hiện với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã ký. Sáng ngày 30 tháng 12, ngôi nhà cuối cùng thuộc diện di rời thực hiện dự án đường nội thị trục 42m giai đoạn 1 đã được tháo dỡ di chuyển. Huyện Mường Ảng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chuẩn bị 100% mặt bằng sạch để tiến hành các bước tiếp theo của dự án. Việc triển khai dự án đường 42m trên địa bàn huyện Mường Ảng đã vướng mắc nhiều năm. Theo kế hoạch, công trình khởi công xây dựng từ ngày 15 tháng 2 năm 2015, tuy nhiên đến năm 2020 mới chính thức thông tuyến kỹ thuật trục đường này. Nhờ sự vào cuộc tích cực tuyên truyền vận động người dân của cả hệ thống chính trị mà những hộ dân ban đầu chưa đồng thuận đã ký cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án. Từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến nay, huyện Mường Ảng đã huy động gần 700 công lao động của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia giúp 33 hộ dân thuộc khu vực giải phóng mặt bằng tháo dỡ và di chuyển nhà cửa. Ngôi nhà cuối cùng được di rời thuộc khối 8 thị trấn Mường Ảng, nằm tại vị trí đầu nối đường 42m với đường 27m ra quốc lộ 279. Với việc di chuyển xong hộ dân trên, Mường Ảng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tất cả các công trình trọng điểm của huyện. Thưa quý thính giả, năm 2020 đã khép lại. Năm mới 2021 lại mở ra với nhiều niềm vui và hy vọng mới. Năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã tận dụng mọi lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đạt được những kết quả khả quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, phát triển đúng hướng. Huyện cơ bản hoàn thành 10 trên 14 chỉ tiêu đề ra như
duy trì diện tích cà phê có hiệu quả, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Duy trì chăm sóc tốt 258 ha cây ăn quả, trồng mới 69 ha. Độ che phủ rừng đạt 31,6%, vượt 0,6% kế hoạch. Các xã duy trì và củng cố tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Số tiêu chí bình quân đạt 11,7 tiêu chí trên một xã, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Các lĩnh vực thu hút đầu tư, tài nguyên môi trường cũng được huyện quan tâm phát triển. Trong năm, cấp 549 trên 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,9 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách huyện hưởng đạt 27 tỷ đồng, đạt 119,4% kế hoạch. Thực hiện giải phóng mặt bằng cơ bản các công trình trọng điểm, chặn dòng hồ chứa nước Ảng Cang, thực hiện quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân huyện, chỉnh trang đô thị thị trấn Mương Ảng, đưa vào sử dụng chợ trung tâm huyện giai đoạn 1. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng, quốc phòng an ninh cũng được huyện quan tâm chú trọng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm gần 5% xuống còn dưới 27%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn phía trước trên con đường phát triển của huyện nhà, tin rằng với những thành quả đã đạt được trong năm qua, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của Đảng bộ, quân và dân toàn huyện, kinh tế xã hội Mường Ảng sẽ tiếp tục phát triển đi lên, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong năm mới 2021. Thời gian qua, huyện Mường Ảng luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Cùng với việc bố trí sắp xếp công việc cho cán bộ công chức ở các xã thị trấn phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, huyện Mường Ảng đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ công chức cấp xã, xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ công chức. Hàng năm, huyện còn tăng cường luân chuyển cán bộ công chức có trình độ cao ở các phòng ban chuyên môn xuống giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp ủy, chính quyền các xã, xây dựng chính quyền các xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhờ tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nên hiện nay trên 90% cán bộ công chức cấp xã của huyện đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Trong năm 2020, thực hiện kế hoạch dạy và học theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Mường Ảng đã duy trì và giữ vững quy mô trường lớp, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững và nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2, tiếp tục giữ vững tổng số 28 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai mô hình giáo dục theo quy hoạch gắn với thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, rà soát sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo lộ trình, kế hoạch. Duy trì giữ vững chuẩn phổ cập các cấp học, quan tâm xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đẩy mạnh việc định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện trong năm 2020 phải tạm dừng trong những tháng đầu năm. Sau thời gian thực hiện cách ly, các hoạt động tiếp tục được duy trì, triển khai thực hiện. Huyện đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc và khánh thành chợ trung tâm huyện giai đoạn 1. Triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục duy trì công tác tiếp sóng các chương trình phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương, chú trọng nâng cao chất lượng tin bài trang truyền hình cơ sở. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh và các sự kiện chính trị trên địa bàn. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể các dân tộc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Vận động nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Để cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống cho hộ nghèo theo quy định. Đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện còn 2.944 hộ nghèo, chiếm 26,64%.
ước giảm 4,21% so với năm 2019. Có 1.180 hộ cận nghèo, chiếm 10,68%. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, từng bước tăng hộ khá và hộ giàu, giảm hộ nghèo. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3,5% trên một năm. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Trong năm 2020, huyện đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đạt 196 lao động, đạt 56% kế hoạch cả năm. Tổng số lao động được đào tạo việc làm mới trong năm là 741 người. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao động, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao chất lượng, năng suất lao động. Có các giải pháp giải quyết việc làm mới cho lao động địa phương, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 41,2%. Để bảo đảm mục tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021, huyện Mường Ảng đang tích cực chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị các phương án và giải pháp để giành vụ đông xuân thắng lợi. Những ngày này, bà con nông dân các xã thị trấn trong huyện đã và đang tích cực làm đất gieo cấy vụ đông xuân. Huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thay đổi phương thức sản xuất để quan tâm, định hướng cho nông dân lựa chọn giống cây trồng phù hợp, đảm bảo ứng phó tốt với điều kiện thời tiết, có biện pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, đồng thời tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, tuyên truyền khuyến khích nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu mang lại giá trị kinh tế cao, tăng cường thực hiện các giải pháp để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hiện nay, trên 50% gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh ở Mường Ảng có mức sống khá giàu. Đây là kết quả từ việc quan tâm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào hội viên thi đua phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng hiện có gần 1.400 hội viên sinh hoạt tại 10 hội cơ sở. Xác định nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế điểm. Nhiều hội viên biết khai thác tiềm năng, thế mạnh, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy, hiện toàn hội có trên 50% số hội viên cựu chiến binh có mức sống khá giàu, có 70% mô hình cựu chiến binh làm kinh tế tiêu biểu. Trong đó có 20 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng trên một năm, 7 mô hình cho thu nhập gần 300 triệu đồng trên một năm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài viết Thực hiện chỉ thị 05, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện đã chủ động đưa nội dung chỉ thị vào chương trình, kế hoạch để thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và sinh hoạt thường xuyên. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết, thực hiện chỉ thị 05 đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong từng tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng gắn việc học tập Bác với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện sôi nổi. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong huyện đã hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng nhiều ngày công lao động, tiền mặt để thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân đã chung sức đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, với tổng giá trị đóng góp trên 6 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, huyện có 2 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với việc xác định học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện thực hiện nghiêm túc và xem đây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Hơn 4 năm qua, các địa phương đơn vị đã xử lý nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân trên các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, giám sát đầu tư. Có thể nói, sau hơn 4 năm thực hiện chỉ thị 05 đã trở thành việc làm thường xuyên trong từng tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên.
từ đó tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng với việc thực hiện giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, huyện Mường Ảng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 đến 5%. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đa dạng sinh kế cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân có ý thức vươn lên thoát nghèo. Để việc thực hiện giảm nghèo một cách hiệu quả, hàng năm, huyện Mường Ảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó, xây dựng chi tiết các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, xác định các nhiệm vụ chủ yếu với từng nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và các điều kiện đặc thù vùng để triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế. Trọng điểm là phát triển diện tích lúa nước, cà phê, chăn nuôi gia súc và thương mại dịch vụ. Trong đó đẩy mạnh các dịch vụ về nông nghiệp, chú trọng việc kiện toàn và nâng cao năng lực trong tổ chức bộ máy lãnh đạo và cán bộ làm công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm từng bước giảm nghèo bền vững. Việc thực hiện giảm nghèo cũng được huyện chú trọng, chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư theo địa chỉ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình sau khi thoát nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình kinh tế, tránh tình trạng tái nghèo diễn ra như trước đây. Huyện cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm. Việc điều tra, rà soát phải đảm bảo chính xác, khách quan, tránh tình trạng hộ nghèo ngồi nhầm chỗ như trước đây. Mặt khác, trên cơ sở điều tra, rà soát hộ nghèo cũng tiến hành phân loại hộ nghèo cụ thể. Từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp và hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo. Trong năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm gần 5% xuống còn dưới 27%. Cùng với các giải pháp nêu trên, huyện Mường Ảng cũng ưu tiên các chương trình, dự án, các chính sách đặc thù phục vụ việc phát triển văn hóa xã hội, chú trọng gắn với các dự án sinh kế, các nguồn vốn như nguồn vốn nghị quyết 30A của chính phủ, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, dự án giảm nghèo của các tỉnh miền núi phía Bắc, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ máy móc, công cụ sản xuất. Hiện tại, đa phần người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và hỗ trợ bảo hiểm y tế, trợ giúp pháp lý. Con em các hộ nghèo được hỗ trợ về giáo dục. Huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và định hướng cho người dân từng bước chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập một cách bền vững. Tiếp tục vận động bà con chăn nuôi có chuồng trại và hỗ trợ bê nghé, đảm bảo cho các hộ dân có điều kiện phát triển chăn nuôi và thực hiện tốt việc xóa đói giảm nghèo. Cuối chương trình, mời quý thính giả cùng nghe một số biện pháp phòng chống rét, phòng trừ một số đối tượng sinh vật gây hại trên cây lúa đầu vụ đông xuân năm 2020-2021. Vụ đông xuân năm 2020-2021, diện tích gieo cấy toàn huyện là 1.070 ha. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng La Nina xuất hiện và tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong nửa cuối tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7 đến 10 ngày, có thể kéo dài hơn ở khu vực vùng núi. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp có thể xảy ra, để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, bà con nông dân nên chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời những đối tượng gây hại. Trên cây lúa, chủ động phòng chống rét cho lúa bằng các biện pháp kỹ thuật sau. Biện pháp điều tiết nước áp dụng cho các khu ruộng chủ động nước. Vào lúc 3 đến 4 giờ chiều tháo nước vào ruộng ngập 2/3 chiều cao thân cây lúa. Giữ nước trong ruộng đến khoảng 9 đến 10 giờ ngày hôm sau mới tháo nước đi để phơi ruộng, điều tiết nước cho đến hết đợt rét. Biện pháp rắc bổ sung phân chuồng hoại mục, trộn lẫn cho bếp hoặc dùng phân vô cơ. Dùng 100% phân chuồng hoại mục cộng 40 đến 50 kg cho bếp hoặc dùng phân vô cơ theo tỷ lệ 7 đến 10 kg lên spe. Cộng 1 đến 2 kg kali rắc đều trên 1.000 m2, tăng khả năng chống rét cho lúa. Khi có sương muối, băng giá, dùng gậy gạt trên ngọn mạ lúa trong ruộng vào buổi sáng sớm. Lưu ý, trong hoặc sau đợt rét cây lúa có thể bị vàng nhưng tuyệt đối không được bón đạm ngay, chỉ bón khi cây lúa đã phục hồi sau đợt rét. Ngoài việc điều tiết nước và rắc cho bếp, khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C,
không tác động bất cứ biện pháp kỹ thuật nào đến lúa như tỉa, dặm và bón phân. Khi cho nước vào ruộng tuyệt đối không cho nước ngập toàn bộ cây lúa. Khi sử dụng phân lân, chỉ sử dụng phân lân Văn Điển để rắc. Chủ động tỉa dặm sớm khi cây lúa đạt 2 đến 2,5 lá thật, nên cho nước vào ruộng từ 2 đến 3 ngày để đất mềm trước khi tỉa dặm. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời đối với các đối tượng như ốc bươu vàng, chuột. Ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại mạnh trên diện rộng giai đoạn gieo đầu đẻ nhánh, hại nặng trên những chân ruộng trũng khó thoát nước. Ruộng không có lưới hoặc phên che chắn nơi nước ra vào ruộng, ruộng tiền dịch. Biện pháp phòng: đặt phên chắn vào đầu nguồn nước để ngăn chặn ốc di chuyển vào ruộng. San phẳng mặt ruộng trước khi gieo, tạo rãnh xung quanh bờ và trong ruộng để tập trung ốc. Sau khi cây lúa đạt 1,5 đến 2,5 lá điều chỉnh mực nước ruộng để hạn chế sự di chuyển của ốc. Thu gom ổ trứng, ốc non ngay từ đầu vụ, dùng lưới chắn ở các rãnh nước chảy để thu giết ốc trưởng thành và hạn chế lây lan. Tuyến trùng hại rễ. Gây hại ngay từ đầu vụ thường phát sinh gây hại trên tất cả các giống, đặc biệt gây hại nặng trên những chân ruộng khô hạn, ruộng chân đất cát. Để phòng trừ tuyến trùng hại rễ lúa, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo các biện pháp sau: vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, để nước ngập trong ruộng vài ngày trước khi làm đất chuẩn bị gieo, giữ nước trong ruộng, không để khô hạn lâu, nhất là giai đoạn mạ đầu đẻ nhánh. Cần cho nước vào ruộng khoảng 3 đến 5 cm và giữ liên tục 5 đến 7 ngày. Bón vôi với lượng 25 đến 30 kg trên 1000 m2 để giảm độ chua cho đất. Chuột. Chuột chủ yếu hoạt động và gây hại vào ban đêm. Chuột phá hoại ở tất cả các giai đoạn của cây lúa, đặc biệt gây hại mạnh ở các giai đoạn như gieo hạt, khi khan hiếm thức ăn. Chuột thường phá hoại mạnh tại những diện tích cây trồng gần khu dân cư, bìa rừng, gò đống, bãi hoang. Để chủ động trong công tác phòng trừ chuột, nhằm ngăn chặn mức độ gây hại, cần tập trung một số giải pháp kỹ thuật sau: biện pháp canh tác, phát quang bờ, bụi rậm, gò đống, nắm bắt nơi cư trú của chuột. Ruộng gần làng, gần đường, gần khu nghĩa trang thường xuyên bị chuột gây hại nặng. Biện pháp thủ công: đào hang, đổ nước, hun khói, soi đèn, dùng các loại bẫy bắt thủ công như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dính. Biện pháp sinh học: khuyến khích người dân nuôi mèo, bảo vệ thiên địch của chuột như rắn, các loài chim. Sử dụng chế phẩm sinh học, đặt nơi có chuột thường qua lại. Chuột mới phá hại, đặt cả ngoài đồng, trong nhà, kho tàng. Khuyến cáo: không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phun các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa giai đoạn 45 ngày sau gieo. Thông báo của Bưu điện huyện Mường Ảng về việc thay đổi thời gian chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2021 trên địa bàn huyện Mường Ảng. Thực hiện văn bản số 2392 ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc kế hoạch chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên. Để công tác chi trả được đảm bảo an toàn, minh bạch theo đúng định hướng của hai ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, Bưu điện huyện Mường Ảng xin thông báo tới người hưởng lương hưu các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn huyện Mường Ảng lịch chi trả tháng 1 năm 2021 như sau. 1. Bưu điện thực hiện chi trả gộp lương hưu chế độ bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2021 trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2021. 2. Thời gian chi trả tại các tổ như sau. Ngày 10 tháng 1 năm 2021, chi trả tại các tổ 1, 2, 3, 4, 5 thị trấn Mường Ảng. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, chi trả tại các tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11 thị trấn Mường Ảng. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, chi trả tại các xã Búng Lao, Xuân Lao, Mường Lạn, Nậm Lịch, Mường Đăng, Ngối Cái. Ngày 13 tháng 1 năm 2021, chi trả tại các xã Ảng Tở, Ảng Cang, Ảng Nưa. Bưu điện huyện Mường Ảng trân trọng thông báo đến các cụ hưu trí trên địa bàn huyện Mường Ảng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bưu điện huyện Mường Ảng. Số điện thoại 02153-865-103 hoặc 0947-907-999. Giám đốc Hà Văn Hợi đã ký. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2021, kính chúc quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.